loạt hoa hậu phản ứng trước phát ngôn hoa hậu là con điên của nữ tiến sĩ nổi tiếng. Phi Nhung từng góp mặt trong phim Hoa ngữ nào? Thực hư chuyện Thiên An cà khịa Jack chỉ chu cấp cho con 5 triệu mỗi tháng. Cindy Lư đáp trả cực gắt khi netizen cho rằng Hoài Lâm có vợ con là sai. Sung Ri chưa thể xuất ngũ vì loạt bê bối chấn động. Cách xây khủng phim Vincenzo giúp Song Joong Ki vượt mặt Hyun Bin, Lee Boon Hun. 6 điều giúp bạn sống ý nghĩa và thành công. Quý vị và các bạn đang quay trở lại với điểm tin giải trí sáng trên kênh iBiz. Ngay sau đây sẽ là những thông tin nổi bật có trong bản tin hôm nay. Mạng xã hội đang lan truyền một đoạn clip ngắn được trích từ buổi gặp gỡ của một nữ tiến sĩ nổi tiếng và giới học sinh, sinh viên. Đáng chú ý khi trò chuyện, người này đã đề cập tới giới hoa hậu và có những từ ngữ được cho là chợ búa, thiếu tôn trọng. Thậm chí, người này còn dùng từ con điên để gọi hoa hậu. Bây giờ tỷ phú tôi nói thêm, đừng mơ thi hậu lấy tỷ phú bây giờ nó khôn lắm, nó lấy con điên kia về làm gì. Hậu đúng là con điên, không ai lấy con điên làm vợ bao giờ. Khi phát ngôn của nữ tiến sĩ đang gây tranh cãi, hoa hậu Thu Hoài cũng đã lên tiếng về vấn đề này. Chỉ đích danh nữ tiến sĩ, người đẹp 7X bày tỏ bản thân hiểu những khiếm tật trong tư duy và cả lý do người này bài xích, phủ nhận giá trị của cái đẹp một cách phi học thức. Bên cạnh đó, nữ doanh nhân cũng có những lời lẽ đầy mỉa mai khi nói cùng phụ nữ nên hiểu sự khổ sở, ám ảnh về ngoại hình. Nó khiến đàn bà trở nên cay nghiệt như cách nữ tiến sĩ phát ngôn về người khác. Trước Thu Hoài, loạt hoa hậu Việt cũng đã đăng đàn bàn chuyện phát ngôn của vị tiến sĩ này, đính kèm hashtag ăn nói có duyên. Không rõ hành động này là gì, song nhiều người xem đây là cách phản ứng khéo léo của các người đẹp. Trong suốt chặng đường hoạt động nghệ thuật của mình, tên tuổi của Phi Nhung gắn liền với các ca khúc nổi tiếng như Những đồi hoa sim, Có em về, Con gái của mẹ, Bông điên điển. Bên cạnh đó, cố nghệ sĩ còn ngồi ghế giám khảo các chương trình về ca hát, tham gia diễn kịch và đóng phim. Không chỉ góp mặt vào các bộ phim trong nước, Phi Nhung còn từng tham gia phim cổ trang Hoa ngữ có tên là Trạng sư Trần Mộng Cát. Trong phim, nữ nghệ sĩ vào vai nữ ca sĩ Mộng Phi Phi, một người đẹp thường xuất hiện bên cạnh nam chính Trần Mộng Cát, do diễn viên Hồng Kông Trương Đạt Minh đảm nhận. Dù đảm nhận vai diễn phụ, nhưng việc tham gia một bộ phim nước ngoài khiến Phi Nhung gặp không ít khó khăn, đặc biệt là rào cản về ngôn ngữ. Tuy nhiên, trong quá trình đóng phim, cô được đạo diễn và đoàn phim đánh giá cao ở chất giọng ngọt ngào, vẻ đẹp dịu dàng và tính cách thân thiện. Trước sự ra đi của nữ nghệ sĩ Phi Nhung, các tờ báo lớn Trung Quốc đồng loạt đưa tin. Trên tiêu đề của những bài viết này, họ đã ưu ái gọi cô là Nữ hoàng băng đĩa, Thiên hậu Việt Nam, ngôi sao hàng đầu Việt Nam. Mạng xã hội đang lan truyền đoạn bình luận gây sốc, được cho là của Thiên An khi nói về bạn trai cũ Jack. Cụ thể, một cư dân mạng bình luận vào clip mới của hai mẹ con trên TikTok. Sao nhìn mặt bé Son cọc vậy? Ngay lập tức, Thiên An đưa ra câu trả lời sặc mùi ám khí, 5 triệu lo chẳng cọc. Có thể thấy, câu trả lời như dội thẳng gáo nước lạnh vào mặt Jack và cho thấy dường như anh chỉ quan tâm con cho có lệ. Tuy nhiên, nếu để ý sẽ thấy, bình luận trên thực chất chỉ là sản phẩm của Photoshop. Trước thắc mắc về gương mặt cọc của con gái, câu trả lời thật sự của Thiên An là từ lúc sinh là cọc vậy luôn em, còn 5 triệu lo chẳng cọc là bình luận của một khán giả khác ở phía dưới. Mặc dù ly hôn đã lâu, nhưng mối quan hệ giữa Cindy Lư, Hoài Lâm vẫn thường xuyên bị soi mói. Cụ thể là mới đây, khi đăng ảnh hai tiểu công chúa lên trang cá nhân, Cindy Lư tiếp tục bị một netizen réo tên Hoài Lâm dưới phần bình luận. Theo đó, tài khoản này cho rằng, tuy sống vui vẻ nhưng hai con gái Cindy Lư lại thiếu đi tình thương của bố. Không chỉ vậy, người này còn bày tỏ sự tiếc nuối cho Hoài Lâm, cho rằng nam ca sĩ từ đầu chọn sự nghiệp thì đã không có kết cục như hiện tại. Trước lời lẽ kém lịch sự, vợ cũ nam ca sĩ lập tức thẳng thắn cho rằng, nếu không biết cuộc sống của người khác như thế nào thì đừng nói gì cả. Người trong cuộc thấy hạnh phúc thì sao người ngoài lại lăng tăng. Đồng thời, ba mẹ hai con nhấn mạnh, dù có chuyện gì thì cả cô và Hoài Lâm vẫn rất tự hào khi sinh được hai con gái. Cuộc thi ảnh toàn cầu do Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên tổ chức vừa công bố kết quả. Những bức ảnh đoạt giải đều thể hiện vẻ đẹp rực rỡ và hùng vĩ của thiên nhiên, đồng thời đem đến những thông điệp sâu sắc về vấn đề bảo vệ môi trường sống. Chiến thắng chung cuộc là bức ảnh của nhiếp ảnh gia Anup Shah, Vương quốc Anh. Ở hạng mục ảnh nước, nhiếp ảnh gia Vũ Mạnh Cường của Việt Nam đoạt giải danh dự với bức ảnh chụp từ trên cao cảnh một phụ nữ chèo thuyền giữa đầm sen. Giải thưởng do người dân bình chọn được trao cho bức ảnh Đom Đóm của nhiếp ảnh gia Prathamesh Gareka, người Ấn Độ. Bức ảnh đặc biệt này được tạo ra từ 32 bức ảnh khác nhau. Vậy là sau một năm gián đoạn do dịch bệnh, cuộc thi ảnh toàn cầu đã trở lại vào năm nay, thu hút hơn 100.000 ảnh dự thi gửi về từ khắp nơi trên thế giới. Vào ngày 16 tháng 9 vừa qua là thời điểm Sung Ri hoàn thành nghĩa vụ quân sự. Tuy nhiên, liên quan đến những bê bối chấn động, cựu ngôi sao vẫn chưa thể xuất ngũ. Theo đó, sau khi Sung Ri nhập ngũ, tòa án quân sự đã tiến hành quá trình xét xử 9 tội danh đối với cựu ca sĩ nhà YG, bao gồm tham ô, đánh bạc bất hợp pháp, môi giới mại dâm.
Ngày 12 tháng 8, anh bị kết án 3 năm tù giam, nộp khoản tiền phạt 1,15 tỷ won, hơn 22 tỷ đồng, đồng thời thông tin cá nhân bị cho vào danh sách tội phạm tình dục quốc gia. Khoảng một tuần sau đó, đại diện pháp lý của Sunri đã kháng cáo. Sau khi kháng cáo, Sunri đã được chuyển đến trại giam quân đội. Hiện tại, việc xuất ngũ của Sunri đã được hoãn lại, trong khi tòa phúc thẩm quân đội đang xem xét hồ sơ của anh. Có vẻ như nam ca sĩ sẽ phải chịu sự giam giữ cho đến khi vụ án này hoàn toàn kết thúc. Bản tin TMI News của đài Mnet đã công bố bảng xếp hạng lọt top 11 sao xuất sắc nhất nửa đầu năm 2021 và Song Joong Ki đứng ở vị trí thứ 7 trong danh sách. Theo một nguồn tin cho biết, thu nhập của nam diễn viên tăng vọt sau khi phim truyền hình Vincenzo công chiếu. Theo đó, với mỗi tập phim, Mỹ Nam Họ Song sẽ thu về 200 triệu won, hơn 4 tỷ Việt Nam đồng. Tổng số tiền anh thu về khoảng 4 tỷ won, hơn 80 tỷ Việt Nam đồng trong suốt 20 tập phim. Mức cát xê hiện tại của sao phim Hậu Duệ Mặt Trời được cho là cao hơn đáng kể so với đàn anh Huynh Bin hay nam tài tử Lee Boon Hun. Năm 2020, nam tài tử Huynh Bin nhận được 150 đến 170 triệu won, khoảng 2,8 đến 3,2 tỷ Việt Nam đồng cho mỗi tập phim Hạ Cánh Nơi Anh, Crash Landing on You. Trong khi Lee Boon Hun nhận được 150 triệu won, khoảng 2,8 tỷ Việt Nam đồng từ phim Quý Ngày Ánh Dương, Mr. Sunshine. Ở dự án mới nhất, Song Joong Ki được xác nhận sẽ thủ vai nam chính trong bộ phim J-Bone Family's Youngest Son, tạm dịch Cậu Út Nhà Tài Phiệt của đài GTBC. Mới đây trên trang cá nhân, Phú Sát Hoàng hậu Tần Lam vừa đăng tải những tấm hình tập luyện thể thao. Nữ diễn viên tiết lộ dành khoảng ít nhất 1 giờ đồng hồ mỗi ngày trong phòng gym. Có lẽ đó là lý do khiến cô nàng sở hữu thân hình thon thả, săn chắc. Cùng với đó là khuôn mặt khả ái đã giúp mỹ nhân họ Tần đắc show không chỉ qua các vai diễn lớn nhỏ mà còn ở lĩnh vực thời trang, quảng cáo. Theo Sina, Tần Lam là một trong những nữ diễn viên có sự nghiệp ổn định xuyên suốt từ thời trẻ đến tuổi trung niên. Ngoài việc biết chăm chút bản thân, cô cũng được đánh giá cao về thái độ làm việc chuyên nghiệp, thân thiện với mọi người. Với vẻ ngoài xinh đẹp cùng sự nghiệp suôn sẻ, nhưng ít ai biết chuyện tình ái của nữ diễn viên phim Diên Hy Công Lược lại vướng không ít lùm xùm. Cô từng hẹn hò đạo diễn Lục Xuyên, tài tử Huỳnh Hiểu Minh và vài bạn diễn, song các mối tình này đều sớm đổ vỡ. Vì vậy, dù đã chạm ngõ tứ tuần nhưng Tần Lam vẫn đang trong quá trình tìm kiếm người bạn đời của mình. Nếu bạn không muốn sống mòn, sống phí, hãy mạnh dạn thay đổi bản thân, thay đổi thói quen để cuộc sống thêm ý nghĩa và đi đến thành công nhanh hơn. Để làm được điều này, hãy tham khảo 6 điều Abis chia sẻ ngay sau đây. 1. Xác định vai trò quan trọng nhất. Bạn là ai? Bạn muốn được biết đến vì điều gì? Bạn mong muốn đạt được điều gì vào ngày mai, tháng sau hay năm sau? Tác giả người Anh Neil Gaiman từng nói, thứ bạn có mà không ai khác có chính là bạn, tư tưởng, tâm trí, câu chuyện và tầm nhìn của bạn. Vì vậy, hãy viết, vẽ, xây dựng và sống theo cách chỉ bạn có thể. Vùng an toàn cho bạn trạng thái an toàn về tinh thần, nhưng nếu không vượt qua, nắm bắt cơ hội thì không thể có cuộc sống tuyệt vời và phi thường. Vì vậy, hãy mạnh mẽ trở thành trường hợp ngoại lệ. 2. Làm chủ tư duy. Bạn có biết tâm trí là quyền lực mạnh nhất? Tiến sĩ Carol Dweck là một trong những nhà nghiên cứu hàng đầu thế giới về tính cách cho rằng quan điểm của bạn về bản thân ảnh hưởng sâu sắc đến cách bạn lèo lái cuộc sống. Nó xác định liệu bạn có trở thành người mà bạn muốn trở thành hay không và liệu bạn có hoàn thành được những điều mà bạn trân trọng hay không. Vì vậy, khi làm chủ được tư duy, bạn sẽ có thể đưa ra những lựa chọn lành mạnh mới, nhìn tích cực về cuộc sống, cam kết với mục tiêu và hoàn thành chúng. 3. Tập trung vào thói quen. Để cải thiện cơ hội thành công, hãy hình thành, duy trì thói quen lành mạnh. Những đột phá ngắn hạn sẽ không mang lại hiệu quả. Thay vào đó, hãy tập trung vào những hành động nhỏ, lặp đi lặp lại. Chúng sẽ tạo ra sự khác biệt lớn. Hãy kiên nhẫn với chính mình. Thành công sẽ dừng lại nếu bạn ngừng rèn luyện. 4. Tạo lập buổi sáng hiệu quả. Bạn nên dành 20 phút mỗi tối để buổi sáng thông thả hơn. Trước khi ngủ, hãy lập kế hoạch việc cần làm, sơ chế đồ ăn thức uống, chọn quần áo cho hôm sau. Như Hall Elrod viết trong cuốn sách Miracle Morning, buổi sáng kỳ diệu. Cách bạn thức dậy mỗi ngày và thói quen buổi sáng của bạn hoặc thiếu nó ảnh hưởng đáng kể đến mức độ thành công của bạn trong mọi lĩnh vực của cuộc sống. Buổi sáng tập trung, hiệu quả, thành công sẽ tạo ra những ngày tập trung, hiệu quả và thành công. Điều chắc chắn tạo ra một cuộc sống thành công. 5. Ngưng làm những gì người sống mòn làm. Muốn sống ý nghĩa và thành công, bạn hãy bỏ ngay những cơn nghiện tinh thần lãng phí thời gian như việc lướt mạng xã hội. Thay vào đó, hãy tập trung phát triển cá nhân, học tập và xây dựng các mối quan hệ, làm tăng giá trị cho cuộc sống hiện tại và tương lai. Bạn nên xem, đọc, lắng nghe và phân tích những gì người kiệt xuất đang làm khác với bạn, dù chúng có thể khiến bạn suy sụp và xuống tinh thần. Sự khác biệt giữa những người đang sống một cuộc sống trọn vẹn, có ý nghĩa và những người đang tồn tại chính là độ tận tâm đối với những điều đúng đắn. 6. Tìm ranh giới và mở rộng nó. Bạn hãy chọn một mục tiêu và hướng tới nó, cho phép bản thân theo đuổi những gì quan trọng, bất chấp các chướng ngại vật để phá vỡ kỷ lục của chính mình.
Bạn không theo đuôi người khác hay kéo họ xuống, mà cần kiểm tra ranh giới của chính bạn. Đừng chỉ muốn làm mọi thứ hoặc thử 1.000 thứ khác nhau và sau đó từ bỏ. Hãy kiên trì và trở thành bậc thầy về chúng. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc điểm tin giải trí sáng trên kênh iBeat. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.